các cụ thường nói ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật ở nhà Tây và có bạn gái yêu người Việt Nam là tuyệt vời nhất. Đến Trung Quốc nhất định bạn phải thưởng thức các món ăn Trung Quốc, và ở Tây An có rất nhiều quán rất tuyệt vời. Phải nói ở Trung Quốc họ tiếp khách rất tuyệt vời, các nhà hàng đều thiết kế rất sang trọng, chu đáo và thiết kế theo đúng phong cách của Trung Quốc, có thể mang phong cách nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường, nhà Minh, nhà Tống, nhưng phong cách sẽ rất là đẹp. Đây là một trong những nhà hàng như vậy, có rất nhiều phòng riêng để tiếp khách, mỗi phòng riêng lại có những chiếc bàn tròn rộng và đồ ăn hàng chục món được đặt trên bàn tròn tự xoay này. Nhân viên nhà hàng rất thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Họ vào mời khách và thỉnh thoảng có những bài hát truyền thống của Trung Quốc rất hay để chiêu đãi thực khách. Đồ ăn được trang trí rất đẹp và khẩu vị cũng rất hợp với người Việt Nam. Ở đây có rất nhiều món, từ thịt, cá, các món đậu, các món rau, và phải nói họ trang chế biến rất khéo. Cũng những thực phẩm cơ bản như vậy nhưng chế biến ra hàng chục món khác nhau và thiết kế rất đẹp mắt. Bạn hãy đến và trải nghiệm nhé. Không, căn bản mình làm hay quay thì phải có dữ liệu để sau mình làm, mình ấy mình nhớ mở nhà hàng kia. Thank you.